Heyo, xin chào anh em, chào mừng anh em đang quay trở lại với channel Hoàng Nguyễn Fitness. Trong video ngày hôm nay thì Hoàng sẽ hướng dẫn anh em một buổi tập cardio full body. Anh em biết con gì trên trời kia không? Đâu rồi? Đấy. Một buổi tập cardio full body đốt mỡ toàn thân và tập luyện vô cùng đơn giản nhưng mà hiệu quả cực kỳ cao luôn. Ok, anh em đã sẵn sàng chưa? Let's go. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So yesterday we've been very sore. Wake up in the morning, do it again. You know what I'm saying? This is a commitment. This is not a feeling. You wake up in the morning like, yo, I feel like doing it. I feel like not. You just wake up in the morning, you gotta do it. It's a commitment. We committed our life to this, man.